Sau 2 năm thực thi hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và EU EVFTA, các doanh nghiệp Việt Nam đã tận dụng khá hiệu quả các cơ hội từ EVFTA, trao đổi thương mại hai chiều nói chung và xuất khẩu sang EU nói riêng tăng trưởng ấn tượng. Chia sẻ tại hội nghị, tổng kết 2 năm thực thi hiệp định EVFTA, những thành quả đã đạt được, những vấn đề còn tồn tại và giải pháp tận dụng hiệu quả vừa được Bộ Công Thương tổ chức. Thứ trưởng Bộ Công Thương Trần Quốc Khánh cho biết, sau hơn 2 năm thực thi hiệp định thương mại tự do Việt Nam, Liên minh châu Âu, EVFTA, tăng trưởng xuất nhập khẩu hai chiều giữa Việt Nam, Liên minh châu Âu EU đã đạt được những kết quả đáng khích lệ. Mặc dù EVFTA được thực thi vào thời điểm đại dịch Covid-19 diễn ra phức tạp không chỉ ở Việt Nam mà còn ở EU và trên toàn thế giới, nhưng trao đổi thương mại hai chiều nói chung và xuất khẩu sang EU nói riêng vẫn tăng trưởng ấn tượng. Trong 11 tháng đầu năm 2022, kim ngạch xuất nhập khẩu hai chiều đạt 57 tỷ đô la Mỹ, tăng 14% so với cùng kỳ, trong đó xuất khẩu đạt 43,5 tỷ đô la Mỹ, tăng 21%. Nhiều mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam đều ghi nhận mức tăng trưởng rất tích cực như dệt may, giày dép, thủy sản song những thành công trên chỉ là bước đầu dư địa và cơ hội từ thị trường EU còn rất lớn nhưng các doanh nghiệp Việt Nam vẫn gặp nhiều khó khăn và vướng mắc khi tiếp cận thị trường này cả về lý do chủ quan và khách quan vì vậy cần có nhiều giải pháp để tận dụng hiệu quả thị trường khu vực này.